Chào các bạn, trong video này thể theo yêu cầu của rất nhiều bạn theo dõi kênh YouTube của mình á, các bạn đó muốn sửa cái bo nguồn LED driver. Tuy nhiên, cái vấn đề mà thường gặp phải khi mình sửa cái bo nguồn LED driver đó chính là không tìm ra được cái con IC nguồn LED driver để mình thay thế. Mặc dù các bạn đọc được cái tên của con IC đó, nhưng mà mình tìm không có trên thị trường hoặc là không có chỗ bán thì rất khó khăn trong việc sửa chữa những cái bo nguồn LED driver như thế này. Thì trong video này á, mình sẽ nói về cái cách để mà các bạn khắc phục được hoặc là các bạn độ chế thành cái mạch nguồn hạ áp để các bạn sửa chữa được một cái bo nguồn LED driver. Mình tận dụng lại những cái bo nguồn LED driver như thế này để mình sửa chữa cho cái đèn LED của mình nó sáng lại. Mình có thể dùng trực tiếp cái bo nguồn LED driver hư, hoặc là mình có thể design thiết kế một cái bo nguồn LED driver khác, có thể tận dụng lại những cái con linh kiện như thế này. Trong mạch này á, mình sẽ nói về việc sử dụng một con tụ gốm, nó có giá trị là 105C 400V, hoặc là con tụ quạt 1.5 microfarad và 400V. Ở đây mình lưu ý cái giá trị là 400V, tại vì cái điện áp sau chỉnh lưu á nó đã hơn 300V rồi, thì cái tụ này nó phải chịu được cái điện áp 400V. Đây là cái điện áp đánh thủng của nó. Thì mình lưu ý cái vấn đề và giá trị điện dung và điện áp. Đây, trong mạch mình sẽ sử dụng một cái con tụ gốm. Các bạn nhìn trên thân của nó ghi là 105C 400V, hoặc là mình có thể dùng một cái tụ quạt giá trị 1.5 microfarad và điện áp làm việc là 400V. Thì đối với mạch điện tử á, những cái tụ như thế này á thì nó sẽ nhỏ gọn hơn so với những cái tụ quạt. Tuy nhiên, ở nhà mình không có tụ gốm thì mình có thể sử dụng tụ quạt thay thế cũng được. Thì các video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chế tạo ra một cái mạch nguồn LED driver sử dụng cái tụ quạt. Thì các bạn có thể xem trên kênh của mình mà tham khảo. Phần thứ nhất, ở đây mình nói về lý thuyết ha. Mục đích của mình là gì? Mục đích là dùng để sửa chữa hoặc là chữa cháy khi mà cái mạch nguồn LED driver của mình nó không tìm được linh kiện hoặc là IC thay thế. Ở đây là IC cùng mã số hoặc là IC tương đương ha. Thì mình khó tìm cái con IC này trên thị trường hoặc là không tìm ra nơi bán. Ưu điểm ở đây là mình tận dụng lại cái mạch nguồn LED driver bị hư IC, kèm theo đó mình thêm một cái con tụ gốm có giá trị là 105C 400V, hoặc là con tụ quạt mà mình không cần phải tìm IC thay thế. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây á, đối với những mạch nguồn LED driver này, đó là loại nguồn dòng điện ra nó sẽ ổn định hơn so với những cái mạch nguồn hạ áp. Vì vậy, cái nhược điểm chính ở đây á, là cái dòng điện và điện áp của mình á, cung cấp cho dãy đèn LED á, nó sẽ không ổn định ha. Lúc tăng, lúc giảm, nó tùy thuộc vào cái điện áp lưới 220V ngõ vào. Có nghĩa là cái giờ cao điểm á, thì điện áp nó sẽ sụt xuống, giá trị của mình không còn 220V nữa mà sẽ xuống khoảng 200V hoặc 180. Tại vì tất cả gia đình đó, người ta hay là các công ty, nhà máy xí nghiệp đó, người ta sử dụng á, thì điện áp nó tải, điện áp lên trên lưới á, nó sẽ giảm xuống ha. Thì khi mà mình tắp sáng cái đèn LED lúc đó không được ổn định. Thì đây là những cái ưu điểm và nhược điểm của cái cách sửa mạch dùng tụ gốm hoặc là tụ quạt.
Vấn đề tiếp theo á, mình sẽ nói về cái chức năng của cái con tụ gốm 105G này. Thì nó sử dụng thường sử dụng trong mạch điện tử. Nó sẽ cho phép cái điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn cái điện áp DC một chiều. Cái tụ này là tụ không phân cực ha. Rồi, nó còn có chức năng lọc nguồn và lọc nhiễu trong các mạch điện tử. Đối với mạch điện xoay chiều, nó sẽ cản trở dòng điện xoay chiều như một chức năng của một con điện trở. Cái giá trị 105G này á, các bạn quy đổi ra nó sẽ là 1 microfarad. Thì ở đây á, mình có ZC nè. Theo công thức á, nó sẽ bằng 1 trên C omega. Thì mình thế vào cái công thức của mình á, C là cái điện dung của tụ điện nha, có giá trị là farad. Còn omega của mình á là có bằng 2 pf. F là cái tần số của cái điện lưới của mình. Thì theo công thức cái này á, mình thế vô là các bạn lấy 2 nhân 3.14. F là cái tần số là 50 Hz. C đơn vị là farad. Thì lúc đầu mình sẽ sử dụng cái con tụ 105G, có nghĩa là 1 microfarad, thì nó sẽ bằng 10^-6 farad. Thì theo cái công thức tính toán như thế này á, mình tính được cái ZC của mình sẽ bằng 3,184 ohm. Có nghĩa là nó xấp xỉ khoảng gần 3,2 kilo ohm. Thì có giá trị là 3,1 kg hoặc 3,2 kg đều được. Như vậy, tóm lại, một cái tụ gốm của mình có giá trị 105G hay là 1 microfarad, nó sẽ tương đương với một cái con điện trở để cản dòng có giá trị là 3,2 kilo ohm. Rồi, mình sẽ áp dụng trực tiếp trên cái mạch như trên tay mình đó. Đó là cái sơ đồ của cái bo nguồn led driver. Đây, phần phía trước AC 220V ngõ vào có qua điện trở cầu chì và qua cái cầu diốt này. Rồi nó sẽ cung cấp B cộng cho cái con IC nguồn led driver. Và cái đây là cái mạch phía sau ha. Thì trong trường hợp mà cái con IC này á, mình tìm không ra hoặc là nó bị chết, không có con IC tương đương để thay thế, thì ở đây mình sẽ bỏ cái con IC này ra ngoài. Đồng thời mình sẽ lấy từ cái phần phía trên này thôi, là từ cầu chì nè, cầu diode và cái con tụ lọc nguồn B cộng. Lấy đến khúc này, còn cái phần khúc sau mình loại bỏ hết ha, để mình nối vô cái mạch led phía sau, làm cho cái dãy led này nó sáng ha. Mình chuyển từ cái mạch nguồn led driver thông thường này thành cái mạch nguồn hạ áp. Thì cái sơ đồ của nó như thế nào? Trên đây mình đã vẽ ra hai cái sơ đồ. Chuyển từ cái mạch nguồn led driver sang mạch nguồn hạ áp. Thứ nhất là trong mạch không có cái con điện trở cầu chì. Đây là mạch nguồn led driver của đèn tiếp Tester 8 hoặc đèn led VUP á. Các bạn nhìn trong mạch nè, nó không có cái con điện trở cầu chì ha. Ngõ vào 2 dây AC 220V đi trực tiếp vô cái con cầu diode luôn mà không qua được con điện trở cầu chì để bảo quản. Thì ở đây mình sẽ mắc phía trước một chân AC ngõ vào
giá trị tụ ở đây là mình ví dụ là 105C 400V ha. Phía trước cái cầu diode này giữ lại cái cầu diode, giữ lại cái con tụ lọc nguồn B cộng, rồi mình mắc trực tiếp vô cái dãy led. Dãy led là cái đèn led của mình ha, mà trước đó mình đã test là cái dãy led này ok. Cái đèn này á, nó chỉ bị hư nguồn led driver thôi, mà cái dãy led này hoạt động bình thường. Đối với những cái mạch không có cái con điện trở cầu chì thì mình sẽ dựa vào cái sơ đồ mẫu thứ nhất mình lắp. Trong trường hợp mạch có cái con điện trở cầu chì để bảo vệ thì mình sẽ nối theo cái mạch số 2, đó là AC220V ngõ vào qua cái con điện trở cầu chì, rồi mắc thêm cái con tụ 105G tương tự như cái sơ đồ 1. Tuy nhiên ở đây á, là cái con điện trở cầu chì nó mắc phía trước để bảo vệ cái mặt phía sau. Trực tiếp trên cái bo nguồn led driver này, các bạn quan sát cho mình đó, đây là hai dây nguồn AC220V bỏ vào, thì một dây của nó sẽ nối qua một cái con điện trở cầu chì để bảo vệ dòng ha, nó mắc phía trước. Cái cầu diode này thì đây mình sẽ tháo một chân cái con điện trở cầu chì ra, rồi mình mắc nối tiếp với cái tụ mình cần hạ áp, đó là cái tụ gốm 105G. Thay vì trên mặt đó nó sẽ bỏ qua không có cái con tụ gốm này, nó nối trực tiếp vô điện trở cầu chì chân của cái cầu diode luôn. Thì đây mình mắc thêm, mắc nối tiếp giữa hai cái con này. Rồi sau đây mình sẽ thực hành cho các bạn thấy, rồi các bạn có thể áp dụng trên cái đèn của các bạn khi mà mình bị hư cái con IC nguồn led driver. Mình có thể áp dụng cách này để mình sửa chữa làm cho cái đèn sáng ha. Ở đây mình giả sử mình có cái đèn này, mình đã test là cái nguồn led driver này hư, còn cái vỉ lè này sáng ok, thì mình sẽ tiến hành mình xả hai cái chân bo nguồn led driver này ra, rồi mình sẽ áp dụng cái cách mà hạ áp từ cái nguồn 220V để mình tái sử dụng được cái đèn này. Thì những cái ưu nhược điểm mà không sử dụng cái mặt nguồn led driver mình nói phía trước rồi, thì các bạn có thể áp dụng thêm ha. Đây là cái bo nguồn led driver, mình giả sử nó bị hư cái con IC nguồn led driver này, mình không có cái con IC khác để thay thế, thì mình sẽ dùng một cái tụ mình nó mắc nối tiếp vô để mình hạ điện áp ha. Như ở đây mình sẽ tháo cái con IC nguồn led driver ra ngoài. Mình giả sử cái con IC nguồn led driver này hư ha. Đó, mình đặt cái bo mạch lên cái vỉ cho cái mỏ hàng á, để mình tháo cái con IC ra. Đây là cái con IC nguồn led driver mình đã tháo ra, IC hư. Như vậy, trong mạch của mình á, chỉ còn hai cái dây AC220V ngõ vào qua cái cầu diode và qua cái con tụ lọc nguồn thôi. Đây là tụ lọc nguồn B cộng. Thì ở đây mình dựa vào sơ đồ, mình sẽ xả một chân 220V ra ngoài. Cái này tùy theo mình thiết kế ha. Mình nói chung mình có thể cắt bỏ hoặc là mình
Để nguyên cũng được, không có vấn đề gì cả. Mình sẽ xả 1 giây. Đồng thời mình lấy cái con tụ này nè, mình lắp phía trước của cái cầu diode. Mình nhét vô cái chân vừa rồi á, mình mới xả ra. Như vậy á, mình đã hàn nối tiếp cái cầu diode bằng một con tụ để hạ áp. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ lấy cái dây đó mình hàn vào một cái chân còn lại của cái tụ này. Thì nói về thiết kế thì cũng đơn giản ha. Đây là cái mạch nguồn hạ áp, thì mình chỉ cần áp dụng cái sơ đồ mình hàn cho thôi, không cần phải chế tạo, chế cháo hay suy nghĩ gì cả. Như thế này. Rồi sau đó mình sẽ test sơ cho các bạn thấy. Nó sẽ thắp sáng nhờ cái con tụ hạ áp này. Thì cái con này có chức năng là nó cản dòng điện AC, nó sẽ thay thế cho một cái con điện trở ha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình hàn vô và mình ráp mạch. Thì ở đây, đây là cái tụ lọc nguồn B cộng. Ở đây có hai chân âm dương. Thì mình sẽ hàn hai cái sợi dây này theo sơ đồ mạch đó. Rồi, mình câu vô cái vỉ led. Mình sẽ dùng một sợi dây đỏ ha, mình hàn vô chân dương của cái tụ nguồn. Cái dây còn lại á, mình hàn vô chân âm để mình cấp nguồn cho cái vỉ led cho nó sáng lại. Thì thực chất cái mạch này á, là cái mạch nguồn hạ áp thôi. Nói chung là không có gì mình phải suy nghĩ hay nghiên cứu gì cả. Đó, đối với cái tụ nguồn ngõ ra thì mình hàn vô dương ra dương, âm ra âm. Mình sẽ thắp sáng cái vỉ led này mà không cần dùng đến IC ha. Thì đây là cái cách chữa cháy để mình tận dụng lại. Nhiều bạn không có IC thay thế, mình bỏ luôn cái đèn, rất là lãng phí. Thì đây mình sẽ dựa vào cái mạch nguồn hạ áp, mình sẽ không cần dùng đến IC mà mình chỉ cần một thêm một con tụ thôi. Cái cách áp dụng ở đây tương tự đối với cái tụ dùng quạt. Cái tụ quạt á, khoảng 1,5 microfarad. Đó, mình giả sử mình hàn như thế này. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vô. Rồi ở đây mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh với một cái phích cắm ha, mình sẽ cấp nguồn vô. Đây là hai chân AC á, mình cấp tương tự thôi. Nói chung cũng khá đơn giản. Đó, như vậy là đã xong rồi. Mình chỉ còn việc là bật công tắc. Các bạn nhìn thấy không? Chỉ với một cái mạch đơn giản là cái mạch nguồn hạ áp, mình có thể thắp sáng được cái vỉ led này. Thì cái cách này có thể áp dụng được cho các đèn trên thị trường như đèn led âm trần nè, đèn led bulb nè, hoặc là đèn tiếp led T8 ha.
Đối với những trường hợp mà các bạn không có IC hoặc tìm không ra IC để mà thay thế thì mình có thể dùng cách này để mình sửa chữa được cái nguồn led driver. Nói chung là mạch này cũng khá đơn giản, không có gì quá phức tạp, ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên á, ở đây là cái tụ của mình á, nó không có cái điện trở mắc song song để xả ha, thì các bạn phải chờ một thời gian nữa cho nó tụ nó tự xả điện, chứ các bạn sờ vô ngay bây giờ có thể bị giật ha. Trong một số cái đèn led bulb công suất nhỏ, các bạn nhìn thấy sẽ có một cái con chở mắc song song với cái con tụ này, dùng để á xả cho điện áp cho cái tụ này ha. Thì ở đây mình không có cái con chở đó thì mình cứ để nguyên như thế này. Ở đây mình có thể áp dụng chung cho tụ quạt. Thì mình không có cái con tụ gốm á, thì mình dùng mấy con tụ quạt tương đương. Cái chức năng nó cũng tương tự như thế này. Còn đối với những mạch mà có cái con điện trở cầu chì thì mình làm tương tự như cái chân này, phía trước này nè, mình dở cái con điện trở cầu chì mà mắc nối tiếp thêm con tụ này vô là xong. Mình có vẽ ra cái sơ đồ mạch cụ thể. Thì cái con điện trở cầu chì á, lúc nào cũng phải mắc trước ha, từ cái nguồn AC 220V ngõ vào mắc con điện trở cầu chì, rồi cái mạch phía sau để bảo vệ cái mạch phía sau. Mình không còn quan tâm nó là cái con nào phía sau này. Và là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa mạch nguồn led driver chỉ bằng một cái con tụ gốm có giá trị là 105G 400V, hoặc là một cái con tụ quạt 1,5 microfarad 400V ha. Đồng thời mình đã hướng dẫn các bạn cái mạch của nó để chuyển từ cái mạch nguồn led driver thành cái mạch nguồn ngã áp trong trường hợp không có con điện trở cầu chì và có con điện trở cầu chì. Cách thiết kế này là cực dễ ha, ai cũng có thể làm được. Nó đủ sức để mà thắp sáng những cái đèn led thông thường trên thị trường như led bulb, tiếp led T8 hoặc là led âm trần. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc các bạn cứ để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.